Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với một blog nữa của mình. Thì cái blog ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em ngồi xem lại bốn con xe tầm trung huyền thoại của dòng xe Nhật nha. Thì mấy bạn coi hết cái clip xong xuôi hết thì mình sẽ coi thử coi là cái con nào sẽ thích hợp cho mấy bạn trong tương lai tới. Thì những cái con xe tới đây mình coi mình phân tích thì bốn con xe Nhật này là nó sẽ nằm ở trong cái phân khúc là 600 cc và nó sẽ có cái niên hạn là từ 2008 cho tới 2012. Thì không nói cho các bạn cũng biết là xe gì ha. Một con CBR600RR, một con ZX6R và Yamaha R6, và con cuối cùng là con Su GXR 600. Ở đây hôm qua mình kiếm nát hết cái YouTube luôn, mình mới kiếm được một cái bài test nói về bốn con mà cũng gọi là tương đối chuẩn nha. Trong đây là chỉ có khập khiễng một con là con ZX6R á, nó rất là nhiều phân khúc anh em. ZX6R nếu mà nói về mình thấy cái cục máy mà nó mạnh chó điên là chỉ có cái con đời 207, 208, 209 á, cái con mà cái đầu đèn nó giống na ná giống như của Hayabusa là cái con có đời mạnh nhất. Những cái con mà như mấy cái dòng sau này thì nó là cục máy 636 nhưng mà nó đã tinh chỉnh lại, nó giảm hiệu suất của cái động cơ rồi. Đó, giờ mình vô luôn. Quất. Nhỏ volume lại xíu ơi. Cái headphone của mình nó hơi bị sida mấy bạn. Tại vì mình không có chuyên về làm streamer. Không. Con đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó là con CBR 600RR. Con này là cái mẫu này là từ 2008 cho tới 2011, 2012. Lên 2013 là bắt đầu là cái mẫu cái đầu bự rồi. Sẽ coi về stop max speed của nó. Nói chung là theo mình đánh giá thì những cái con xe này đều đã có Yobo hết rồi nè. Thường thường những con xe mà vô những món ăn chơi cơ bản như là bô nè, rồi good ship nè, rồi ba dắt hoặc là BC5 thì mấy đó là chuyện nói chuyện bình thường rồi. Cái đó là những món đồ chơi căn bản rồi. Bô e là như đó là hết rồi. Chứ những xe này là chắc là thấy cái nước đề là mấy bạn sẽ nhìn cũng biết được là nó không có vô cam độ hay là làm những cái món gì độ rồi. Đa phần là đồ zin, chỉ gắn những cái món hỗ trợ như ở bên ngoài thôi, như PC, good ship, ba dắt đồ các thứ thôi. Bô test đầu tiên là con CBR600RR. CBR600RR cái mẫu mà từ đời 2008 cho tới đời 2012 thì nó đạt được cái top max speed là 284 km/h ở cái ngưỡng là 15.000 vòng, đúng 15.000 vòng luôn RPM. Thì mấy bạn cũng coi được là những cái con xe này đều là chạy full số 6, nó ngâm ga ít nhất cũng phải là trên 30 giây là chuẩn bị là cũng là hết tua máy rồi. Hoặc là các bạn sẽ nhìn ở trên đồng hồ nó có cái đèn mà nó báo giới hạn dòng tua là chuẩn bị nó hết tua máy thì nó sẽ báo cái đèn đó. Là có nghĩa là cái công suất của nó chỉ có tới đó thôi, trừ khi mình đụng chạm vô ECU, mình mở full power rồi các thứ thì có thể là nó sẽ can thiệp được vô tí xíu nữa. Chứ còn thường thường cái ECU nó là tới cái ngưỡng tua 15.000 đó là nó stop rồi, nó không có cho lên được nữa. Rồi. Quá ghê. CBR600RR, nếu mà lên được 280 mấy là bắt buộc là phải có vô PC hoặc là vô quýt xí vô ba dắt hoặc là vô bô full rồi vô quýt ship. Con thứ hai là con Gixxer, con này là Gixxer Mắt Phượng. Gixxer Mắt Phượng thì nó sẽ Gixxer Mắt Phượng 600 thì nó sẽ rơi vào cái năm là từ 2008 cho tới 2010 nè. Còn lên tới
thì 2.8 đến 2.10 là sững vẫn là xài phục Tokiko. Với lại cái heo là heo Tokiko, phục là phục Showa, nhưng mà nó là cái ti của nó là lòi lên. Còn mà lên tới 2.11 là xài heo Rainbow, hơi bị xịn. Những cái con mẫu cũ thì Su là được coi như là, nói chung là dưới đời 2.11, 2.12 thì Su được coi là những con xe mà yếu nhất trong phân khúc luôn. 600 thôi nha, mình chưa được test xe 1000 max speed. Hiện tại là con Su 600 là đang ở trên đường khá là láng, chạy số 6 ngâm là 30 mấy giây. Ây da, đây qua khúc này là bắt đầu là anh sẽ kéo mắt ra, anh kéo mắt ra từ là số 4 nè, qua số 5 là 14.000 mấy, lên gần 15.000 nè. 15.000 dòng của con Su thì nó lại chỉ lên được là 250 mấy, 260 mấy. Wow, max speed của Su 600 là 208, được không? Yeah, quá xịn. Tiếp tục là tới con người yêu của mình, Yamaha R6. Thì cái mẫu này là nó sẽ bắt nguồn từ đời 2007. Cái mẫu mà trên hình mà chủ xe, chủ clip đưa là cái mẫu này mẫu 2007. Cái mẫu 2007 là cái đuôi là nó sẽ khác anh em. Cái đuôi nó sẽ là cái đuôi liền, chứ không phải là đuôi rời. Thùng xăng nó lớn hơn và cái cánh gà nó không có ngạnh. Và cái hai cái chân kiến ở trên cái đầu đèn á, là nó sẽ nằm ở trên cái phần cánh gió, nằm trên cái phần mũ. Còn đời 2008 lên là cái kiến là nó sẽ nằm ở hai bên cái sừng trâu. Con này là đời 2007. Thì đời 2007 mấy anh em ngâm cứu cho mình. Đời 2007 là nó sẽ là có hai dòng. Một dòng là xe châu Âu với lại xe Nhật, nó sẽ có thể là bị giới hạn dòng tour. Còn một dòng là xe Mỹ là nó sẽ full power. Giống như cái con R6 2007 của mình á, là cái xe đó là full power, là cái ECU là của nó là không có giới hạn dòng tour. Bởi vậy tại sao có những cái con xe 2007 cũng là một cái bô AK đùi gà sọc ti, nhưng mà gắn vô một con 208 nó ra cái hơi nó khác, và gắn vô cái con 207 nó ra cái hơi nó khác, tuy là cũng là cục máy Euro giống nhau. Vậy mới là cái ác chiến. Và mấy anh em cũng thấy rõ được là khi mà cái con R6 mà nó đã qua được cái dòng tour mà khoảng 8-9 ngàn á, mấy anh em kéo ở lên lẹ cực kỳ. Và trong top 4 con 600cc mà của xe Nhật á, thì chỉ có được con 206 là mình thấy là nó qua được 16.000 dòng. Gần 16.500 dòng. Và tốc độ max speed của nó là được 295 km/h. Quá ghê. Và nó là cũng là một cái con xe mà cao nhất. Đây chuẩn bị giờ con này là con cuối cùng là con ZX6R. ZX6R cái mẫu này là cái mẫu 24, 25 độ lên này, chứ không phải là mẫu 22 nữa. Thì bắt đầu cái mẫu này là bắt đầu là nó bị giới hạn dòng tour rồi nè. Hình như là mình coi biết bao nhiêu clip rồi, mình thấy cứ đời mà mẫu mới nè, mẫu mới này là bắt đầu là lên max speed nó là gần 15.000 dòng là đây. Là tốc độ max speed của nó là 260 mấy, gần 270 à, với đích 6R á. Và Kawasaki thì mấy anh em không có còn tranh cãi gì về cái đi nước hậu nữa. Càng về hậu nó lướt càng ghê, càng đi hậu nó lướt càng ghê, Kawasaki. Và có cái con mà đời ZX6R mà cái đời 2008 á. Trời ơi, con đó là giống như cái con mập mà cái đầu đèn nó giống như con Hayabusa. Cái con đó chạy rất là ghê.
top speed của con ZX6R mẫu này á, thì nó chỉ có đạt được khoảng 261. Thì mấy anh em có thể search là top speed, top max speed của con ZX6R đời 2008, thì có thể là nó lên là cái thời cái đồng hồ cũ, cái đồng hồ màu trắng á, có thể lên được 282, 283 là cái con mẫu cũ á. Thì cái con đó thì cái tua máy nó lại cao hơn cái con đời mới, nó không bị giới hạn dòng cái dòng tua. Mấy anh em có để ý thử coi, thường thường mấy cái xe mà bên nước ngoài á, người ta sẽ hay xài một cái chụp giải mà chụp lên trên cái bình dầu á, thì mấy cái đó thì nó cũng lợi hại á. Thứ nhất là nó sẽ giữ được cái bình dầu mình nó đỡ bị chạy răng. Cái thứ hai là nhiều khi mà có rủi ro, mà nhiều khi mà gió nó tạt mà có dầu nó bay á, thì nó cũng đỡ vô trong mặt đồ các thứ. Nói chung là cái đó thì nó cũng ok. Nhưng mà hình như nó chỉ có bán cái bao đó cho cái bình dầu zin thôi các bạn. Cái bình dầu bự chà bá zin của xe thôi. Chứ còn mấy bình đầu đồ chơi như mình, như bình dầu khối nhỏ nhỏ nhỏ, hay là bình đi vô bang có khối nhỏ nhỏ, là hình như là không có cái loại bao nhỏ đó. Không. Còn mà nếu mà nói về top speed á, thì hiện tại bây giờ trên cái clip những cái xe mẫu cũ thì mình thấy là con R6 vẫn là đỉnh nhất. Nó là top speed vẫn là cao nhất trong tất cả các phân khúc. Còn những con còn lại như CBR hoặc là Gixxer hoặc là ZX6R đều là chưa có cái con nào mà đạt mốc được 290, ngoại trừ Yamaha R6. Và cái tua máy cũng chưa con nào lên được 15.500, ngoại trừ con Yamaha R6 lên được 16.500 vòng. Thì mình nghĩ bốn cái con này là đi chung với nhau thì đa phần thì họ cũng sẽ lên Bô nè, lên Whitship hoặc là lên Bayak hoặc là lên BC5, là nó sẽ na ná, nó sẽ như nhau hết. Thì bình thường mấy anh em ví dụ hẹn ra test xe rồi nọ, thì xe zin thì rủ xe zin test đúng không? Còn mà xe mà có vô lọc gió rồi xăng lửa đồ các thứ thì sẽ rủ xe vô xăng gió đồ test chung với nhau. Chứ đâu có thằng khùng nào mà đi đem nguyên con xe zin mà chạy với lại mấy con xe mà có vô đồ, đúng không? Thì nói chung là Yamaha R6 thì mình thấy nó vẫn là ok nhất. Nếu mà về cái góc độ mà khí cạnh của mình, nếu mà nhìn khách quan, quan điểm cá nhân mình thôi nha, Yamaha R6. Tự do là chẳng qua là ở Việt Nam, thị trường Việt Nam á, anh em, nhiều anh em nó quá cuồng Yamaha R6 rồi. Thực sự mà nói á, cái giá của nó bị ảo đẩy lên quá cao. Chứ nếu mà đúng cái giá của nó cách đây mà khoảng tầm 8 năm á, thì nó sẽ rẻ hơn khoảng vài chục triệu. Chứ còn sau này do là có một số anh em chơi lại R6 rồi á, bắt đầu là dọn xe đồ, có cái phong trào nó đi lên, nên là mình sẽ thấy cái đẹp á, bắt đầu là anh em đổ vô mình chơi lại R6, nên là cái giá nó đẩy lên cao. Mà thực tế mà nói, nếu mà đứng ở khía cạnh mà của cộng đồng đi, bốn con xe 600cc, nếu mà hỏi 10 người là hết ít nhất cũng khoảng là 5 người là sẽ chọn Yamaha R6. Còn 5 người còn lại là sẽ chọn những cái xe còn lại của Nhật, giống như là Gixxer 600 với lại ZX6R hoặc là thằng CBR 600. Và trong đó là cái con CBR 600 là một trong những con xe được chọn ở thị trường Việt Nam là nhiều nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, nếu mà mấy bạn kiếm cái con CBR 600 thì cái giá nó cũng khá là rẻ ha. Từ 208 tới 212 thì nó dao động từ khoảng tầm 107 cho tới 220, tùy theo năm với lại cái độ chất của cái xe. Như cái đời 2010, 2011 độ lên tới 212 thì nó sẽ giá nó dao động nó khoảng tầm 2 xị cho tới 201. Còn ví dụ xe 208, 209 hoặc là 207 thì nó khoảng tầm 165 cho tới 185, 190 là dữ lắm rồi. Thì nó khoảng tầm đó. Cái đó là mình đang nói là xe zin có những món đồ chơi căn bản nhẹ nhẹ thôi nha, chứ không phải là xe mà vô đồ chơi tài le học me. Đó. Rồi ZX6R thì nó giá nó cũng ngang ngửa đó. Còn Gixxer thì cái giá nó sẽ nhỉnh hơn, đâu đó cũng khoảng tầm 5 triệu, 10 triệu. Nó cũng khoảng ngang ngang đó, tùy theo thằng chén nó bán cho thằng cần nữa. Quan trọng như là tới lúc mà mình cần kiếm mấy con xe đó thì lại không có người bán giá ok.
chứ còn cái giá xe thì nó có một cái giá sàn nhất định ở trên mạng, trừ Yamaha R6 là nó sẽ giá nó sẽ nhỉnh hơn tất cả những phân khúc còn lại, như là ba con kia, như R6 bây giờ mấy bạn mà kiếm mà xe 207 thôi nha, mà xe mà gọi là về đổ xăng để chạy á, thì giá không dưới 200, là có nghĩa là xe chuẩn về đổ xăng chạy không phải sửa chữa gì hết á. Còn xe 208 đổ lên thì mấy bạn phải kiếm tệ lắm cũng phải là từ 245 đổ lên, chứ không có giá dưới 245. Còn mà lên tới mà đời 2010 á, 2011 là khoảng 3 xị, mà lên khoảng tầm đời 2012, 2013, 2014 thì tệ lắm cũng khoảng là 330 cho tới 370. Gì không? Nếu mà 330 tới 37 mấy bạn có kiếm được rất là nhiều xe 1000cc để mấy bạn chơi, như CBR1000 nè, rồi ZX10R nè, BMW đời 2014, 2013 luôn, rồi thằng ZX10R R1 mắc cú, R1 mắc cú thì bây giờ nó 209, 210 thì nó rơi vào khoảng tầm 200 mấy, gần 300. Lên tới đời 22, 23 thì quả mai nó mới được 300 mấy. Được không? Nó giữ giá tới cỡ đó luôn. Mà thực tế nếu mà đúng là ở đường xá Việt Nam á, mình chơi một con 600cc là nó đã là khá là ok rồi. Thứ nhất là nó cũng linh hoạt, thứ hai là nó nhẹ cái xe, thứ ba là cái gia tốc nó có, và trong đó là con Yamaha R6 là một trong những con xe là nó đáp ứng được đủ tất cả các nhu cầu mà anh em cần có. Nó là chỉ có không có công nghệ, nó chỉ có không có ABS đồ các thứ, chứ còn mà nói về độ nhẹ có nhẹ nè, độ đẹp có đẹp, cái máy bền có bền, máy mạnh có mạnh. Nếu mà đúng ra mà nó chỉ cái tua máy nó chỉ sánh với lại gần những cái con xe 1000 thôi, mấy bạn có thể coi stop top mắc RBM của những cái con xe 1000 của Nhật ấy, như CBR1000, như là Z10R, mấy bạn coi thể có thể thấy được là cái tua máy những con xe 1000 nó lên khoảng tầm 17.000 mấy, 18.000, có những con xe thì nó lên được 18.000 mấy. Còn Yamaha R6 mà trong đó là con xe có 600cc nó thua rất là nhiều. Horsepower của nó đâu đó chỉ có 120 mấy ngựa thôi. 118 ngựa mà nó có thể chạy lên được, mà tua máy nó lên tới 16.500 vòng là nó cũng là khá là ghê. Trong đó những cái con còn lại cùng với nó chỉ có chạy được khoảng tầm 260, 270, 284 là dữ lắm rồi. Trong khi đó tua máy nó thua tới 1.000 mấy luôn. À, thì cái vấn đề khách hàng người ta cũng rất là thông minh mấy bạn. Không phải là đội giá, nhưng mà có những người người ta mê lắm người ta mới chơi Yamaha R6. Còn những bạn nào mà chưa đủ mê thì mấy bạn sẽ không chọn Yamaha R6, mấy bạn sẽ chọn những cái option nó sẽ là ok hơn. Có thể là chọn xe mới. Nếu mà với 200 mấy mấy bạn có thể ra mua một con xe mới như CBR600 mấy bạn, đúng không? Hoặc là thằng những cái con next là khá nhiều, giống như con ZX con Z650, rồi cái con Ninja 650 thí dụ vậy, thì nó sẽ nhiều option lựa chọn hơn. Xe mới bảo hành vài năm chạy vivu, nhưng mà nói về độ đẹp thì lại không đẹp bằng những cái mẫu cũ. Mà bây giờ mấy bạn kiếm những cái con xe thuần sự bọt mà mẫu mới á, thì nó lại đội giá cao nữa, nó gần gấp đôi con xe cũ, 500 mấy. Riêng R6 mới bây giờ mấy bạn rớ vô cũng khoảng gần 6 xị. Còn thằng ZX636 thì nó đâu đó cũng khoảng hình như là 500 hay sao, mình cũng không có nắm giá rành, tại vì mình không phải là dân mua bán. Hitser mới 2018, 2019 nó cũng đâu đó cũng khoảng 5 xị. Giá nó cũng chua lè chua lét luôn, đúng không? Thì mấy bạn coi thử về cái mức giá, về thông số kỹ thuật, rồi về cái tính thẩm mỹ, về cái công suất, thì mấy bạn coi thử coi trong cái tầm giá mà mình nêu ra, mấy bạn có thể là mình chơi cái con nào là hợp lý. Mình đang phân tích về những bạn mà đã có kinh nghiệm và chơi xe cũ nha, chứ mình không nói với những bạn mà gọi là tấm chiếu mới chảy mà cần ABCD các kiểu, nên là nó sẽ rất là khó. Những bạn nào mà mới mà chưa có kinh nghiệm về chơi xe cũ mà rớ vô mấy con này nó mệt lắm.
Tại vì mấy bạn, những con xe mà đã chạy qua gần một chục năm, có thể những con R6 thì nó cả mười mấy năm, thì cái vấn đề mà hư lặt vặt như là điện, đốm, nồi niêu xoong chảo là cái chuyện đó, chuyện không tránh khỏi. Nên là nó sẽ rất là mệt. Nếu mà các bạn mà không quen biết tiệm này tiệm kia, nhiều khi đi là bị bùa thuốc tùm lum tà la hết, nên là hơi bị nhức đầu. Có nhiều bạn rất là phân vân những cái vấn đề đó, nên là mấy bạn suy nghĩ kỹ khi mà móc một cái số tiền lớn đó mua một cái con xe đá sau, ít nhất mình cũng phải có một cái kinh nghiệm chút chút. Ok anh em, cảm ơn anh em đã click vô coi hết cái video của mình. Mấy bạn đừng quên comment ở dưới để chia sẻ những cái kiến thức của các bạn. Những cái mình nói trên đây có thể đúng, có thể là không đúng lắm, thì cái nào mà cảm thấy không hợp lý mấy bạn có thể comment để anh em mình trao đổi để sửa chữa. Chứ không phải là mình không phải thánh, tại vì mình cũng không có Google, mình thông số dồn các cái đồ các thứ. Mình chỉ có review trên thực tế và những cái con xe mình đã được trải nghiệm thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Ha, cảm ơn anh em. Bye bye.